Rạng sáng ngày 3 tháng 11, cô gái 27 tuổi điều khiển xe máy theo hướng từ ga Hà Nội, bệnh viện 108 đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, thì một đoàn xe máy đi theo hướng ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo lao đến với tốc độ nhanh. Hai xe trong đoàn xe máy này đã đâm vào cô gái, khiến nạn nhân ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan. Đáng nói trong số này có nhiều đối tượng vẫn trong độ tuổi học sinh. Phần lớn các đối tượng gây ra các vụ việc mà điều khiển xe máy này là nằm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Cá biệt rất nhiều có những cháu là đang trong độ tuổi đi học. Nhưng tuy nhiên vì cái sự thiếu hiểu biết của bản thân các cháu và cái sự buông lỏng quản lý của các gia đình, đặc biệt là kể cả cái việc mà gia đình trang bị cho các cháu sớm các phương tiện xe máy để đi lại, từ đó các cháu lợi dụng để có các hành vi vi phạm. Thông qua vụ việc này thì một lần nữa công an quận Kiến khuyến cáo là đối với các trường hợp thanh thiếu niên mà đã hoặc là có các hành vi này thì cần cũng phải có cái nêu cao cái nhận thức để làm sao mà không được có các hành vi phạm, đặc biệt là khuyến cáo và đề nghị các gia đình có con em mà có các cái biểu hiện đi chơi đêm phải nâng cao công tác quản lý, và cái nữa là cái việc mà nhận thức rõ về cái hành vi là giao xe cho các cháu mà chưa đến tuổi, chưa giấy phép điều khiển phương tiện là một hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó vào rạng sáng ngày 28 tháng 10, tại địa bàn phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, phương tiện xe máy di chuyển tốc độ cao theo hướng thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đi thị xã Đông Triều thì đâm thẳng vào cột điện. Hậu quả hai thiếu niên 13 tuổi và 14 tuổi tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Rõ ràng những kết cục đau buồn là hệ lụy mà điều này đã được báo trước. Gây những cái nhiều cái tình trạng khác tác động tiêu cực tới xã hội thì chúng ta phải ngăn chặn, cái này là cũng đã là làm rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta phải chắc là phải làm một cách nghiêm khắc hơn, mang tính răn đe hơn, không chỉ là tịch thu phương tiện mà còn có thể là hình sự nếu như là có thể là gây cái thiệt hại tổn hại tài sản của người khác. Đối với cả cái giới trẻ, đặc biệt là trẻ ở tuổi vị thành niên thì còn có những cái tiếp cận đối với những cái luật và cái quy định thì còn hạn chế, thì cái việc này thì tôi nghĩ rằng trong cái thời gian tới cần phải có những cái biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật, đặc biệt là liên quan đến việc an toàn giao thông, cần phải nhiều hơn, đảm bảo hơn trong cái nhà trường để đảm bảo được đối với cả những cái vấn đề về an toàn giao thông ở tại việc điều khiển các phương tiện giao thông ở tuổi trẻ vị thành niên. Trên thực tế, mặc dù lực lượng chức năng các địa phương đã vào cuộc đấu tranh trấn áp, nhưng tình trạng đua xe vẫn tồn tại dai dẳng tại các đô thị lớn, thậm chí có nơi ở mức độ cũng ngày càng đáng báo động hơn, ngang nhiên thách thức lực lượng chức năng. Một phần nguyên nhân tới từ sự chủ quan lơ là của các bậc phụ huynh trong giáo dục, quản lý con em mình. Việc mà gia đình, nhiều gia đình cũng chưa hiểu hết quy định pháp luật về cái việc là giao phương tiện cho các cháu không đủ điều kiện. Cái thứ hai rất chủ quan trong cái quá trình chúng ta đưa phương tiện cho con em nhà mình sử dụng, khi mà chúng ta không đủ cái thời gian theo dõi cũng như là đủ thời gian chúng ta đưa đón các cháu. Đây là những nguyên nhân rất quan trọng để là xảy ra cái tình trạng vi phạm về giao thông, đồng thời cũng liên quan đến tai nạn. Thì tôi thấy là cái này thì quy định pháp luật hiện nay cũng rất là rõ, quy định về cái các cái trường hợp vi phạm liên quan giao phương tiện là không đủ điều kiện, trách nhiệm pháp lý về xử lý hành chính, và đặc biệt là có nhiều trường hợp chúng ta đã phải xử trách nhiệm hình sự đối với phụ huynh khi mà để các cháu điều khiển phương tiện mà không đủ điều kiện. Hiện nay tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang diễn ra ngày càng phức tạp, gây nhức nhối cho xã hội. Để kéo giảm loại tội phạm này, nỗ lực tuyên truyền trấn áp xử phạt của lực lượng chức năng thôi là chưa đủ. Gốc rễ của vấn đề vẫn nằm trong nhận thức của các em khi đây đang là lứa tuổi nổi loạn, thích thể hiện bản thân. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ nhà trường, chính quyền cơ sở đến từng gia đình, kịp thời phát hiện để uốn nắn điều chỉnh những hành vi lệch chuẩn của các em ngay khi mới phát sinh.